Em được cũng xin chào cả nhà nha, đã quay trở lại với video bán hàng tiếp theo của em nha. Hiện tại em đang có mặt ở shop nha cả nhà. Đó, mới về những mẫu cần dựng cuối năm của công ty Asino anh em. Nói chung là cần rất là nhiều luôn anh em. Nó về được nhưng mà em cũng làm được mấy mẫu mới cho anh em chơi ha. Thì shop em ở số 82 quốc lộ 30 phường Mỹ Phú nha anh em. Thì có kinh doanh dụng cụ câu cá, cần câu, máy câu nha anh em. Nhiều câu các loại. Đó. Phụ tùng phụ kiện rồi anh em đó, cần câu máy câu phân khúc từ học sinh trái sinh viên anh em đó, cần câu, câu máy, câu đơn, câu đài, nói chung là đầy đủ anh em đó, mọi câu đó. Thì hôm nay em về mẫu cần dựng này cuối năm cho nên là cũng tranh thủ quay cho anh em á đó. Ngày cuối năm cũng là ngày đầu năm mới anh em đó, cho nên là cũng tranh thủ đăng lên cho cả nhà mình xem á. Anh em xem được mẫu nào thì ủng hộ em nhé đó. Thì hôm nay anh em mà mua hàng thì em hỗ trợ em bao ship nha. Đó. Bao ship cho anh em ha. Mẫu cần Asino mới về, em về được 4 mẫu. Đó là 3 mẫu cần dựng với một mẫu cần cắm gốc đó. Cho nên là bổ sung thêm cho đủ sưu tập cho anh em chơi ha. Rồi, đầu tiên em xin giới thiệu. Đây là mẫu cần Asino Sensi. Nó độ dài là 3m2, có một màu duy nhất nha anh em. Đó, có một màu duy nhất nha. Dạng khoen của năm mới đó là cải tiến là khoen Tango đó, cho nên là quay cho anh em xem ha. Đó nha anh em, đó là dạng khoen Tango rất là đẹp nha anh em. Đó rất là đẹp. Khoen thì xứ tròn đó, bass là bass Fuji đó, rất là đẹp nha. Đó, khoen Tango, khoen này là chịu lực cá rất là khủng luôn nha anh em, nó rất là khỏe nha. Đó, thì khoen đề 3 nó ở trên. Đó, rồi tiếp theo khoen thứ hai, đó làm khoen Tango rất đẹp nha anh em. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó anh em xem ha. Được khoen Taro rất là đẹp nha anh em. Đó. Rất là đẹp nha. Đó quay cho cả nhà mình xem ha. Đó khoen Taro nha. Đó xứ tròn. Rất là đẹp nha. Đó. Kiểu như khoen tọc dây á anh em. Đó. Kiểu rất là đẹp luôn. Đó nhưng mà phân khúc này thì giá nó mềm hơn. Đó. Một cần 1,5 triệu mà anh em có dàn khoen trợ lực như thế này đánh rồi thì khỏi bàn luôn nha anh em. Đó. Thì ngọn của nó là 4 ly, nó đầu bu của nó là bu 16 anh em. Đầu bu 16, ngọn của nó là ngọn 4 ly anh em. Nó đầu bu của nó là 16 nha. Ngọn của nó là 4 ly. Thì cần thì cắm cắm gốc anh em, nó khúc trên cắm xuống nha. Nó khúc trên chúng ta cắm xuống như thế này. Đó. Nó chúng ta chồng vô như thế này anh em thì cái lực cần rất là cứng luôn. Nó ở trên là cắm xuống nha anh em. Đó, không phải cắm tia giữa. Đó, cắm tia giữa là cây xì trong đây nè, hầu là cắm tia giữa nha anh em. Đó. Rất là đẹp nha. Thiết kế là cán hở 3 khúc nha anh em. Đó, cán là cán hở 3 khúc. Đó, rất là đẹp nha. Đó, cán hở 3 khúc. Cần thì thiết kế là carbon 3 lớp nha anh em. Carbon 3 lớp Van Caro là được phủ keo bóng hoàn toàn anh em. Đó, phủ keo bóng. Đó, nhẵn chặn bass ở đây là được CNC, rất là đẹp nha. Đó, ở dưới là có nhẵn chặn hết, đó, cán mút lên ha. Rất là đẹp nha anh em. Đó là mẫu Asino. Đó. Thì thông số của hãng là tải mồi là 500g đến 1kg nha anh em. Đó 500g đến 1kg tải mồi ha. Đó anh em câu rồi thoải mái. Câu cá thịt, câu giải, câu hồ, câu đặc, câu đồ vô tư. Đó. Cây này tải cá là 30 đến 35kg nha anh em. Đó, rất là khỏe nha. Đó, cắm gốc trong. Đó. Cắm gốc trong trên ngọn xuống. Nó có một màu duy nhất thôi anh em, đó là màu xanh màu đen, chỉ xanh trắng, màu đen chỉ xanh trắng. Đó em quay cho anh xem ha. Em xin nhắc lại thông số của nó nghe anh em. Đó. Đầu bu là 16, nó ngọn của nó là 4 ly. Đó. Ngọn của nó 4 ly thì cắm gốc đó. Cắm gốc giữa, quên cắm gốc dưới, đó, đọt cắm xuống nha. Đó. Thì cán là cán hở 3 khúc, bass là bass Fuji, phen là phen Tango xứ tròn. Đó. Thì giá của cây này là 1,6 triệu nghe anh em, tải mồi từ 1 kg đến 1 kg rưỡi, tải cá từ 30 đến 35 kg nha. Đó, thì em quay chi tiết rõ cho anh em ha. Đó. Anh em quay chi tiết ha, khoen đề 3 nó rất là đẹp chứ anh em. Đúng là Asino hôm nay làm rất là đẹp luôn. Giá nó hết hồn luôn nè, 1,650 nha. Đó, 1,650 anh em sở hữu là dàn khoen Tantro rất là đẹp xứ tròn luôn. Bass là bass Fuji. Đó. Rất là đẹp nha anh em, carbon Van Caro 3 lớp nha, phủ keo nha. Đó. Rất là bóng bẩy rất là đẹp. Đó. Cần này thích hợp anh em xài cho máy 7.000 và máy 8.000. Đó. Anh em xài rất là ok nha. Đó. Bát máy thì đương cải tiến cho anh em ha.
nó dài đây, nó chúng ta đặt chân càng không bị nhỏng á, thì theo xe máy 6.000-7.000 đó, rất là đẹp nha. Đó, khoen tăng rô nha anh em. Đó, mã của nó là Asino Sensi. Đó, 1.650.000 anh em nhớ giá dùm em và nhớ mã dùm em luôn nha, chưa dễ nha anh em. Nó có một xe duy nhất là 3m2 nha anh em. Nó một xe duy nhất nha, là 3m2, cần đánh là siêu bạo lực luôn. Đó, siêu bạo lực cho anh em luôn, tải cá là anh em yên tâm ha. Đó, mẫu cần siêu bạo lực luôn. Đó, nhắc tỉnh là 10kg nha anh em. Đó, bao năm nhắc tỉnh là 10kg ha, tải cá là 30-35kg. Đó, em quay từ trên dưới cho anh em xem lại ha. Rồi, tiếp theo nữa là em qua mẫu là cần bạch kim nha anh em. Đó, mẫu cần bạch kim 2024 nha anh em. Đó, anh em thấy khác gì không? Đó, mẫu 2023 của nó là chỉ đen nè. Đó, anh em thấy chưa? Mẫu là mẫu 2023 của nó là chỉ đen nha anh em. Chỉ đen, chỉ đen. Mẫu mới là chỉ bạc luôn, rất là đẹp luôn, rất là đồng thanh đồng thủ. Thiết kế đường chỉ là chỉ vàng, vàng bạc. Rất là đẹp luôn nha anh em. Cây này anh em câu cuối năm là may mắn luôn, vàng bạc. Đó, tên của nó là Asino bạch kim nha anh em, xịt trong nha. Nó thể hữu hữu là vàng phen, là phen Tanro nữa nha anh em. Nó rất đẹp nha. Nó Tanro nha. Vàng phen Tanro. Đó. Trợ lực rất là tốt trong câu cá luôn em. Phen rất là cứng cáp nha anh em. Đó. Thì phen đời 3 của nó với phen thứ hai nó sẽ là ship là phen ngược để trợ lực cho mình rất tốt nha. Đây là những hãng gần dựng hay làm nha anh em. Đó. Chuyện thủ công hay làm, bây giờ đã có mẫu trên xịt trong 2024 rồi. Cho nên là anh em yên tâm mà xài luôn, càng rất là đẹp nha anh em. Đó. Rất là đẹp luôn. Mẫu xịt trong 24 nha. Đó. Rất đẹp nha. Đó. Thì thông số càng này em đó, bát của nó là bát Fuji. Đó, bát Fuji tem vàng ha anh em. Bát Fuji tem vàng, vàng phen của nó là phen Tanro ha. Gọn của nó là 3.8 ly. Đó, tải cá là 35 kg nha anh em. Đó, thì thông số hãng ghi trong đây á, tải mồi là 150 g. Nhưng mà anh em câu có thể là mồi đến 400 g nửa ký là ok nha anh em. Đó, 400 g nửa ký là ok nha. Con này á là phôi của nó là quăng caro nhám nha anh em. Đó, carbon caro nhám. Nó anh em nào không thích bóng loáng thì xài con bạch kim này ha. Nhưng mà nó đẹp, rất là đẹp luôn em ơi. Trời ơi, đẹp mà nhìn chảy nước miếng luôn á. Đó, em cho miếng led lên cho anh em soi nè. Trời ơi, nó đẹp. Đầu bu là phen bộ là sáng giới luôn. Con này là bu của nó là 14 nha anh em. Đầu bu con này là 14 nha. Đó. Dàn phen con này là 14 nha anh em. Đó. Bu là 14 nha. Đó. Đó. Con này là 16 nè, cho nên là nó to hơn nha anh em. 16 nó to hơn, con này là bu nó 14 nha. Đó. Phen Tanro. Đó. Ngọn là 3.8 ly. Đó. Câu cá thịt, câu sông, câu hồ, lạo lực đồ là rất là đẹp luôn. Đó. Anh em ơi, quá say xóa là đẹp luôn. Mẫu này có một size là 3m15 nha anh em. Mẫu này cũng có một size, một thôi 3m2. Mẫu này là 3m15 nha. Mẫu bạch kim xì trong. Đó, 3m15 rất là đẹp luôn. Thiết kế hầu như là tương đồng với mẫu 2023. Có điều màu chỉ với màu khoen là nó khác nha anh em. Chỉ với dàn khoen là nó khác nha. Đó. Bát đây là bát Fuji tem vàng. Đó. Khoen là khoen Tanro. Đó, rất là đẹp nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó. Thì anh em mua hàng cứ kiểm hàng và thanh toán cho ship giùm em thôi, không đúng như sản phẩm thì trả hàng cho em nha. Đó, chung là hàng thì nay cuối năm mà anh em đặt hàng bên em thì đầu năm á, em đầu năm mới á, anh em đặt hàng bên em thì em hỗ trợ em bao ship cho anh em ha. Đó, giá là 1.650.000 nha anh em. Đó. Mẫu bạch kim 2024 phen Tanro nha anh em, mã của nó nha anh em, mẫu bạch kim xì trong Tanro 3m15. Đó, độ dài là 3m15, đầu bu là 14. Thông số ngọn là đường kính là 3.8 ly nha anh em. Đó. Tải cá là 30-35kg nha. Tải mồi thì 150 g, nhưng mà anh em câu 250 hoặc 300 g thì ok ha. Đó. Bát Fuji tem vàng, rất là đẹp luôn. Đó, phen Tanro xí tròn nha anh em. Đó, rất là đẹp, cứng cáp và đẹp luôn nha. Không cần nói nhiều nha. Đó, anh em nhìn là đủ hiểu rồi. Đó, thì hàng video sau em sẽ gửi anh em đi vậy nha. Không đúng như sản phẩm thì trả hàng cho em nha. Đó. Thì giá là 1.650.000, em được bao ship nha anh em. Đó. Thì Sensi này cũng vậy, 1.650.000 em bao ship luôn. Đó. Rồi. Tiếp theo nữa là em sẽ né này vô nữa, sẽ dìa thêm cái mẫu cần dựng nữa. Giá mềm hơn cho anh em ha. Đây là mẫu Java. Đó. Phen Fuji mà màu ron nha anh em. Phen này nó màu ron xí tròn cho anh em ha. Mẫu này là mẫu Java nha anh em. Đó. Cây này thì cũng là 3.2 ly luôn nha cả nhà. 3.2 ly. Đó. 3.2 ly, khoen của nó là cũng là xứ tròn nha anh em, xứ tròn gòn ha. Rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, Fuji xứ tròn gòn của hãng
anh em, nó rất đẹp nha. Tôi sử dụng coi, đó, màu ron. Đó, thì cây này nó là đầu bu của nó là 10 con này đầu bu của nó là 16 luôn anh em. Đầu bu là 16, ngọn là 4 ly. Carbon văng 2 da carbon 3 da caro. Nó cắm là cũng là cắm góc dưới luôn, cắm góc trong luôn anh em. Nó cắm góc trong, xin lỗi anh em nha. Đó, cắm góc trong như thế này ha, đút vô cắm trong như thế này nha anh em. Đó, cắm trong như thế này ha. Đó, xây này là xây 3m2 anh em. Mẫu này là mẫu Java đó. Đó. Đáng lẽ Java này là của Nhật chứ không phải của Asino nha anh em, cũng không phải của Thái Lan nha. Đó. Java anh em, đó. Đó, cái Asino nha anh em. Asino ra đi cho dễ nha. Đó, cái Asino ra, đó, dài là 3m2. Tải mồi là 1 kg đến 1 kg rưỡi, câu thịt, câu sông, câu hồ, câu đập đồ là vô tư luôn. Đó. Giá 1.250.000 đó. Cây này là dàn phen nó không bằng hai con kia cho nên là giá nó mềm hơn nha anh em. Bát của nó cũng là bát Fuji của hãng Asino ha. Bát Fuji của hãng Asino nha anh em. Đó. Đó là phen xứ tròn màu ron nha, xứ tròn màu ron. Carbon văng 2 da caro, rất là đẹp luôn. Nó giá là 1.250.000 nha anh em. Đó, mẫu này bữa hổm hết hàng nè. Bữa nay em có hàng lên nè, 1.250.000. Giá mềm dễ chơi, xây dài 3m2, đường kính ngọn là 4 ly. Tải cá là 30 đến 35 kg nha anh em. Tải mồi 1 kg đến 1 kg rưỡi ha. Đó. Thông số em nói gõ cho anh em luôn rồi. Bát Fuji phen xứ tròn màu ron. Đó. Cho anh em chơi ha. Đó. Tải mồi 1 kg 1 kg rưỡi, giá 1.250.000 nha anh em ơi. 1.250.000 nha. Đó. 1.250.000. Carbon văng 3 da caro nha. Đầu bu 16. Đó. Quay gõ chi tiết gì đó anh em còn coi không gõ nó thì cứ alo cho em nha. Đó. Không gõ nó thì cứ alo cho em rồi em chụp hình chi tiết cho anh em ha. Đó. Càng rất đẹp nha anh em. Đó, đẹp từng cm luôn nha. Đó. Rồi, tiếp theo nữa là em sẽ về mẫu càng cắm róc nha anh em. Đó. Mẫu này nó có độ dài của nó là 1m98 nha anh em. 1m98, đó. Nó là mẫu cắm góc như thế này anh em. Đó, độ dài của nó là 1m98. Khúc chứa này chúng ta có thể giật ra được nha anh em. Cái này cho anh em có thể đi câu sông của họ, câu zip rồi nè. Nó họ làm như thế này, anh em không thích cái này thì dẹp nè. Bình thường mình thấy tháo này ra đi anh em, nhìn cho nó đẹp hơn ha. Đó, tháo này ra nhìn cho nó đẹp hơn chứ đỡ nhìn thấy xấu à. Đó. Nó góc cạnh gì nhìn nó đẹp hơn ha. Độ dài là 1m98 nha anh em. 1m98 nha. Đó. Góc với cần gắt là đồng thanh đồng thủ nha anh em. Góc nó không có dài lắm nha anh em. Đó, góc nó không có dài đó, để em đo cho anh em ha. Nó góc này cỡ 60 anh em ơi, góc này cỡ 60 à. Nó không có dài lắm đâu nè. Nó góc cỡ 60. Đó. Càng là còn 1m3 18 em. Đó. Góc là 60. Càng dài là 1m38 anh em, rất đẹp luôn. Phen là phen bướm chống sắn anh em. Đó. Phen bướm chống sắn, phen thường. Đó, ngọn là 2.4 ly, tải mồi là 250g. Tải mồi là 250g, đầu bu là 12 anh em. Đầu bu là 12. Đó, đường kính ngọn là 2.4 ly nha anh em. Đó. Kính ngọn là 2.4 ly. Đó, rất là đẹp nha anh em. Đó, carbon. Bát ở dưới là dặn lên nha anh em, bát carbon dặn lên nha. Đó, bát với bát carbon dặn lên. Đó, rất là đẹp nha anh em. Đó, carbon cắm góc nha. Mẫu này là cần Asino America. Đó, Asino America nha anh em. Đó, rất đẹp nha. Đó, Asino America. Thì cặn này là phen thường cho nên là giá nó cũng mềm nha anh em. Đó, giá nó cũng mềm. Đó, cho nên là anh em chơi thì cũng yên tâm tí xíu ha. Rồi, giá của nó là 690.000. Đó, giá của nó là 690.000 một cây nha anh em. Asino America nha. Rồi, mua gì coi đi. Ở lấy hàng ha em. Tao lấy gì mà được rồi bún rồi đó. Đó, America. Đó nè, anh em coi giùm em ha. Đó, ngọn của nó là 2.4 ly, rất là đẹp nha anh em. Đó, ngọn của nó là 2.4 ly nha. Đó, tải chì là 250g. Đó, tải chì là 250g. Tải cá là 10 đến 15 kg nha anh em. Đó, 15 đến 15 kg. Đó anh em, tải tỉnh là 10 kg. Đó, càng rất là đẹp nha anh em. Đó, rồi, giá của nó là 690.000 nha anh em. Anh em nhanh tay anh móc lên nha. Đó, giá là 690.000. Đó, mua ngay dịp đầu năm này em cũng bao ship cho anh em luôn nha. 690.000 nha. Đó, 690.000 em bao ship luôn, mua 2 cây thì trả lên được tặng bịch lưỡi nha. Đó, rồi em được xin chào cả nhà nha.
Đó, em về được 4 sản phẩm cả Asino à. Anh em cần gì thì inbox nhanh tay lên giùm em nha. Em được xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mua hàng liên hệ em qua số điện thoại là 0963 890 470 nha cả nhà. Rồi, em được xin cảm ơn cả nhà nha.